Dạ, Quang Tiến xin gửi tới tất cả các anh chị hội viên và các khách mời yêu quý của Trung tâm Nhạc Vàng một lời chào trân trọng nhất. Nói về cái bài Hương Xưa này thì tôi xin nói qua một chút, bởi vì trong các cái bài này của nhạc sĩ Cung Tiến, ngày xưa ông mới chỉ có 14-15 tuổi thôi, rời Hà Nội vào trong Sài Gòn, và nổi tiếng nhất của ông là bài Hoài Cảm. Hương Xưa là đã cùng với lại tất cả các nhạc sĩ tên tuổi khác làm cho cái nền tân nhạc của Việt Nam được một thêm phong phú lên. Cho nên là tôi cũng muốn nói là trong cái nhạc phẩm này nó có nhiều các cái tên mà ông đã từng lấy ở trong các cái bài thơ hoặc là các cái tích của Trung Quốc và cũng như là của Việt Nam, như là cái cảnh mà Cô Tô Đài ngày xưa, và gắn liền với các cái nhân vật ở trong. Bây giờ xin các quý vị đón nghe. Quên lời hẹn hò,
thời hoàng kim xa qua rền trong phôi pha. Dù đã bao giờ lắng trong đời chờ, đời lập từ những đêm hoang sơ, thành bình như bóng chưa đơn sơ. Này đời tàn biến trong hư vô, chết đầy từng mùa oan thù. Mau xuống đời bời nhiều mùa thu. Người ơi, chiều nào có nắng vàng hiền hòa, sưởi ấm nơi nơi. Người ơi, chiều nào có thu về cho tôi nhặt lá thu rơi. Tình có khi lên đôi môi, sầu có phai nhòa cuộc đời. Người vẫn thương yêu loài người và yên vui sống cuộc sống vui. Đời êm như tiếng hát của lửa đôi, đời êm như tiếng hát của lửa đôi.